trên đường đường nó bảo thật sự lên phần sàn gỗ này mình phải sau mình nát cái màu sẫm sẫm nó rút luôn cái màu sàn gỗ thì mình nên nát nó sẫm màu sẫm nó rút để sau cái đồ đạc nó ngồi lên trên đồ đạc phía trên thì màu nó sáng hơn đúng không, sáng màu sẫm này nó bình thường nó màu trung gian để nó chuyển chứ giả sử nếu mà cái trần tường không có lỗ chẳng hạn cái chân tường này đây đúng không sàn tường tuy nhiên nó đột ngột quá tức là tuy nhiên một màu bốn một màu sáng nó không có chuyển trung gian nó hơi không màu đó bình thường nó phải là ẩm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì mỗi cái điểm dẫn nó
đây vẫn